chiếc kính này của mình dày gần 1 cm, mặc dù đây là loại chiết xuất siêu siêu mỏng rồi nhá. Vâng, tại em nó cận 13 độ cơ mà. Và chiếc kính này còn có khả năng thu nhỏ cái mắt này của mình lại từ như thế này thành như thế này. Đây, số dài không chịu được. Và cái chính là cận nặng quá rồi, không làm ngay thì sợ sau này hết cứu. Và mình thấy không thể thỏa hiệp thêm với cái kính cận này nữa rồi, phải tìm cách xóa cận thôi, tức là đi bắn laser vào mắt để khử sạch độ cận đấy. Sau khi trải qua 7749 bước thăm khám thì bác sĩ Lan của bệnh viện mắt Sài Gòn cơ sở Nguyễn Du đã say yes, có phương án và phương pháp xóa cận cho chiếc mắt tưởng chừng là hết cứu này của mình rồi, và còn cho mình trải nghiệm trước cái công đoạn được tia laser thần thánh chiếu vào mắt nữa. Nhớ xem đến cuối để thấy được khúc đó nhá. Bình thường mình đi cắt kính thì chỉ được đo độ cận bằng máy thôi, còn giờ đi khám để xóa cận bằng laser thì đo khám tận 9 bước cũng đúng mà. Đụng vào mắt mũi mình muốn phải được cẩn thận an toàn nhất. Nào là chụp bản đồ giác mạc để biết được hình thái giác mạc, loại trừ các bệnh giác mạc chót này, rồi đo bề dày, rồi đo độ cong giác mạc, trước đó còn phải nhỏ thuốc giãn đồng tử nên là hơi chóng mặt, khó chịu vô cùng. Đo đạc các thứ cứ tưởng xong hết rồi và bác Lan lại tiếp tục đo đáy mắt của mình. Mục tiêu chụp đáy mắt để xem trong mắt mình ai là người phụ nữ đẹp nhất, tất nhiên là Lưu Thảo Linh người yêu mình rồi. Đùa chứ, bác chụp đáy mắt để xem có bất thường nào không. May mà trên đời này không có máy soi đáy lòng. Tại sao cùng là dùng laser để xóa cận mà có công nghệ tầm 30 triệu như là Femto nhưng cũng có công nghệ đến hơn 40 triệu như Smile, nên vào ngay bác Lan tư vấn mình phải hỏi ngay. Đối với mắt có chỉ định phẫu thuật thì công nghệ nào và phẫu thuật càng ít xâm lấn hơn thì công nghệ đó càng tốt hơn. Bác Lan tư vấn kỹ lắm nên nghe sẽ hơi dài, mình tóm tắt cho các bạn nghe này. Vết mổ của công nghệ Femto thì là mổ hở có hình chữ C, dài khoảng 20 mm, tức là khoảng 2 cm đấy. Còn vết mổ của Smile thì là mổ theo kiểu nội soi, nó chỉ dài khoảng 2 mm thôi, nhỏ gấp 10 lần. Vết mổ nhỏ hơn thì sẽ bảo tồn giác mạc tốt hơn, ít gây khô mắt, và đặc biệt Smile là mổ nội soi nên không lo biến chứng về di lệch vạt sau mổ. Đến đây thì mình hay các bạn nghe xong cũng đều ưng cái công nghệ Smile hơn đúng không? Thấy mình rất là tò mò, đặt nhiều câu hỏi nên bác Lan có cho phép mình vào phòng phẫu thuật. Mình phải thay đồ vô khuẩn này và sau đó đương nhiên bệnh viện còn chiếu tia cực tím để khử trùng toàn bộ phòng nữa luôn. Ui, phòng mổ lạnh phết đấy các bạn ạ, vì bác sĩ nói là phải duy trì nhiệt độ để không xảy ra nhiễm khuẩn. Đây là máy Visumab này, dùng trong phẫu thuật Smile, nhìn giống chiếc phi thuyền ngoài hành tinh nhỉ. Mình nằm lên đây, bác sĩ sẽ chiếu cái tia laser vào mắt khoảng 23 giây là hết cận. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, chỉ 23 giây thôi nhá. Và cái tia laser này là laser lạnh nha, độ chính xác là 1/1000 mm lận luôn, nên rất là nhẹ nhàng cho giác mạc của mình. Nói chung là các bệnh viện mắt Sài Gòn như ở cơ sở Nguyễn Du này thì cơ sở vật chất rất là ổn áp, máy móc hiện đại. Bác Lan thì đã có kinh nghiệm mổ cho 20.000 ca và thành thạo rất nhiều công nghệ. Và bệnh viện mắt Sài Gòn cũng là nơi đầu tiên mình khám mắt hồi lúc 7 tuổi đấy.